Thế giới ngỡ ngàng nể phục khi Việt Nam làm điều đặc biệt này cho quân đối lập tàn ác tại châu Phi. Xin chào các khán giả của Việt Nam Stronger. Như các bạn cũng đã biết, nhiều năm qua Việt Nam liên tục gửi cán bộ mũ nổi xanh lên đường tham gia vào phái bộ Liên Hợp Quốc. Họ ra đi để dấn thân vào vùng đất nội chiến khốc liệt nhằm đưa hòa bình trở lại với mảnh đất khô cằn châu Phi. Nhiều người Việt lúc này tự đặt câu hỏi rằng, vậy gìn giữ hòa bình là làm gì? Đến một nơi đầy xung đột có khác nào tự bắn vào chân mình hay không? Vâng, và có lẽ những ai thắc mắc như vậy đều quên mất rằng người Việt Nam tới đâu là ở đó có bình yên, cờ đỏ sao vàng vẫy đến đâu là nơi đó được dẹp loạn. Vượt qua muôn vàn khó khăn ở lục địa đen, những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đầu tiên đã đảm nhiệm một vai trò khiến thế giới cúi đầu nể phục, đó là làm cầu nối hòa hảo giữa hai phe, quân chính phủ và quân đối lập. Đây là điều mà chưa nước nào có thể làm. Vậy những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào? Chúng ta cùng ngược dòng thời gian đi làm rõ trong video hôm nay nhé! Mới đây, để hồi tưởng và tri ân những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ, nhiều tờ báo và trang truyền thông của nước ta đã kể lại câu chuyện đặc biệt này. Chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 6 năm 2014. Đây là thời điểm Trung tá Trần Nam Ngạn và Trung tá Mạc Đức Trọng, nay đã thăng hàm thượng tá, được Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào lực lượng mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc. Lục địa đen đã đón hai sĩ quan từ Đông Nam Á xa xôi bằng một trận mưa lớn. Sân bay không có nhà ga, xung quanh nước ngập lênh láng, cỏ dại mọc đầy. Hai chiến sĩ đến đây vào mùa mưa, mọi thứ đều tiêu điều, ảm đạm. Tại phái bộ, các sĩ quan ở trong những container sơn màu trắng, treo cờ Tổ quốc trên nóc, mỗi phòng rộng hơn chục mét vuông như chiếc lò bát quái dưới nắng nóng 40 độ C của châu Phi. Dù đã cố gắng hình dung, nhưng hai người lính mũ nổi xanh Việt Nam đầu tiên vẫn không khỏi bất ngờ. Sau một tuần học việc ở thủ đô Juba, Trung tá Ngạn được phân về Bo, cách Juba 200 km. Còn Trung tá Trọng được điều động lên phân khu Melut thuộc tỉnh Malacca, cách nơi người bạn của anh đóng quân gần 1.000 km. Nhiệm vụ của họ là làm sĩ quan liên lạc, kết nối thông tin giữa các bộ phận trong phái bộ với phe phái chính trị, vũ trang tại đây. Quả thực mà nói, nhiệm vụ này là cực kỳ khó khăn. Nó tương tự như việc làm quản trò trong một trò chơi đối kháng vậy. Để các bạn hình dung rõ hơn, chúng ta hãy nhìn lại hiện trạng tàn khốc của Nam Sudan lúc ấy. Nam Sudan rộng gấp 3 Việt Nam nhưng chỉ có 60 km đường nhựa, chủ yếu ở thủ đô Juba, còn lại là đường đất. Khí hậu chia hai mùa mưa và khô rõ rệt. Ở các vùng xa xôi, nhiều cộng đồng người vẫn sống quây quần thành bộ tộc, bộ lạc như thời Nguyên Thủy. Cuộc nội chiến ở đất nước này diễn ra từ năm 2011 khi Nam Sudan tách khỏi Sudan. Hàng triệu người phải cầm súng hoặc sang nước khác lánh nạn. Liên Hợp Quốc tạm tính trên đầu mỗi người dân Nam Sudan có 4 khẩu súng trôi nổi, không ai quản lý. Khi đội Việt Nam đi tuần tra, đến nhà dân, thường xuyên thấy súng dựng ở góc nhà. Những cậu thiếu niên hơn 10 tuổi đã biết dùng AK. Ở đầu cầu đồng chí Trần Nam Ngạn, tình hình cực kỳ căng thẳng, thường xuyên phải tuần tra, đàm phán, hộ tống hàng của Liên Hợp Quốc. Những chuyến đi của sĩ quan liên lạc Trần Nam Ngạn thường kéo dài hàng tuần. Mỗi kỳ ra ngoài phải có ít nhất 2 sĩ quan liên lạc đi cùng nhau, vào vùng nguy hiểm có lực lượng bảo vệ đi cùng. Có lần đi tuần tra, xe của anh bị một toán lính say rượu chặn đường đòi đi nhờ, tay họ lăm lăm súng. Trung tá Ngạn và một sĩ quan cấp cao của quân địa phương phải xuống thương lượng hồi lâu, toán lính mới cho đi. Mỗi lần hộ tống hàng hoặc làm nhiệm vụ qua trạm kiểm soát đều gặp sự nghi kỵ của cả hai bên. Bản thân anh phải trở thành chuyên gia đàm phán, quyết định sự thành công hay thất bại của chuyến đi. Chẳng ai ngờ được rằng tiếng nói của người Việt Nam ở châu Phi lại có sức nặng đến như vậy. Còn ở căn cứ Melut, nơi Trung tá Mạc Đức Trọng công tác, là địa bàn thường xuyên xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và phe đối lập. Bởi lẽ nơi đây có trữ lượng dầu khí lớn, Melut có 4 trại tị nạn với hơn 150.000 dân thường chạy loạn, nên nhiệm vụ của sĩ quan liên lạc nặng nề hơn, kiêm nhiệm và bảo vệ dân thường trước các cuộc xung đột. Một năm ở Nam Sudan, anh thực hiện khoảng 200 cuộc tuần tra với mọi hình thức. Phương tiện trên tổng chiều dài hơn 10.000 km. Ngoài liên lạc, đàm phán, hộ tống, nhân đạo, Trung tá Trọng đã tham gia nhiều nhiệm vụ khẩn cấp như tìm kiếm, đảm bảo an toàn cho khoảng 3.000 người dân chạy loạn sau khi lực lượng đối lập tấn công vào quân chính phủ ở thị trấn Jamam. Di tản gần 200 nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc trong bối cảnh người phe đối lập bất ngờ tấn công quân chính phủ ở Melut. Có một lần, ở tỉnh Maban xảy ra vụ việc 8 nhân viên cứu trợ Liên Hợp Quốc bị giết hại do thù hằn sắc tộc. Lực lượng dân quân địa phương bao vây trụ sở của các tổ chức quốc tế. Cơ quan thẩm quyền của Liên Hợp Quốc ở New York yêu cầu phái bộ Nam Sudan phải có biện pháp bảo vệ. Ban sĩ quan liên lạc của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã cử 2 sĩ quan
Trong đó có Trung tá Trọng cấp tốc hành quân 300 km tới tỉnh Ba Ban để giải cứu các tổ chức nhân đạo quốc tế. Kết quả của chiến dịch là đảm bảo an toàn cho hàng trăm nhân viên cứu trợ, chấm dứt nạn bắn giết bừa bãi, ổn định tình hình an ninh tại địa bàn. Thành quả của Trung tá Trọng được tuyên dương suốt những năm tháng đó. Sau khi câu chuyện này được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều khán giả ở quê nhà Việt Nam cảm thấy xúc động, tự hào. Nhiều người bình luận: "Tôi tưởng họ đến châu Phi không cần làm gì nhiều, ai mà nghĩ nhiệm vụ của họ lại khốc liệt đến như vậy." Hậu duệ mặt trời đích thực mới là đây nè, yêu các đồng chí bộ đội Cụ Hồ quá. "Cảm ơn các anh mang hòa bình đến cho nhân loại." "Tôi sang châu Phi hơn 10 nước thì nước nào cũng ngưỡng mộ Việt Nam." "Cầu mong các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế." "Màu cờ sắc áo của thiên sứ mang lại hòa bình, ngưỡng mộ." "Can đảm, bình tĩnh, mưu trí, chúc các anh sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ quốc tế." "Đây thực sự là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vất vả, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cảm ơn những người hùng." Chúng ta có thể thấy, nhờ những sự can thiệp vừa hợp tình, hợp lý, vừa mềm dẻo của sĩ quan Việt Nam mà suốt trong nhiều năm, xung đột châu Phi đã được lắng xuống rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần một phút giây sơ hở là tất cả mọi nỗ lực trước đó đều đem đổ sông, đổ bể. Tiếp nối hành trình ấy, đến nay đã có hàng trăm chiến sĩ lên đường sang châu Phi làm nhiệm vụ. Sau này, khi mà lực lượng người Việt Nam sang làm nhiệm vụ càng lúc càng đông, các sĩ quan Việt Nam phải đi thuê nhà ở ngoài, chi phí tự túc hoàn toàn. Thực tế, khi đó, phái bộ ở Trung Phi mới thành lập, chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng cho nhân viên. Họ ở cùng khu nhà với nhiều sĩ quan nước khác, có bảo vệ người địa phương, tường bao bằng dây thép gai, cổng sắt chống được đạn súng tiểu liên. Có lần vào năm 2015, một trận đấu súng giữa hai phe diễn ra điểm hỏa cho xung đột kéo dài gần một tháng. Họ hầu như không được ra ngoài. Có buổi sáng thức dậy thấy vỏ đạn vương vãi đầy sân. Ở cách quê hương gần 10.000 km, các sĩ quan còn tự tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, hoành tráng nhất phân khu Tây của phái bộ. Họ thuê hội trường, chuẩn bị bảng trình chiếu giới thiệu về đất nước, con người, quân đội Việt Nam, tặng áo phông cờ đỏ sao vàng cho đồng nghiệp. Gần 200 quân nhân đại diện 43 nước làm nhiệm vụ tại phái bộ tới dự, ngồi kín hội trường. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi ba người hát quốc ca, nhìn lá cờ đỏ sao vàng kéo lên bên cạnh cờ Liên Hợp Quốc. Mà hay một cái là ở đâu có lính mũ nổi xanh là ở đó có vườn rau quả mọc lên tươi tốt. Chỉ đâu đó khoảng 2 tháng là cả một vườn rau muống, cải ngọt, ớt, gừng và rau thơm mọc lên xanh tốt. Rau ăn được, bộ đội ta lại đem chia cho chủ nhà và đồng nghiệp sống cùng khu. Thật cảm phục các quân nhân Việt Nam, các anh làm đúng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất, làm công tác dân vận tốt. Đúng là người Việt Nam, đi đâu cũng chịu thương chịu khó, đi tới đâu cũng cảm hóa xung đột bằng tình yêu thương từ trái tim. Tạm biệt đất nước Việt Nam hòa bình, tạm xa đồng đội, tổ ấm gia đình, vượt ngàn trùng cách trở đi làm nhiệm vụ quốc tế, đối mặt với bao thử thách, gian khổ, hiểm nguy. Các anh những người lính Cụ Hồ, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, kiên cường, vững vàng, luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh Liên Hợp Quốc và Tổ quốc phó thác. Đến nay, các chiến sĩ công binh Việt Nam vẫn ngày đêm túc trực ở nơi chiến tranh khốc liệt để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Để được lựa chọn tham gia lực lượng mũ nổi xanh, sĩ quan phải có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức đối ngoại quốc phòng, năng lực quân sự đáp ứng yêu cầu cao trong môi trường đa quốc gia. Ngoài ra, sĩ quan cần có phẩm chất đạo đức để làm sứ giả của quân đội nhân dân Việt Nam ở Liên Hợp Quốc. Họ đang nối gót theo anh Ngạn, anh Trọng năm xưa để viết tiếp sứ mệnh làm sứ giả hòa bình. Rất khâm phục các anh, mong các anh luôn bình an, mạnh khỏe, mọi sự tốt lành. Không biết các bạn ở đây sau khi xem video có những cảm xúc như thế nào? Việt Nam Stronger rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé! Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!